và yên tâm, chỉ cần anh chị có hy vọng và quyết tâm thì bác sĩ chúng tôi sẽ được đồng lòng điều trị với anh chị để có kết quả tốt. Ngày 25 tháng 5 năm 2023 vừa qua, tọa đàm vi phẫu tìm tinh trùng cứu cánh cho nam giới vô sinh tại trung tâm IVF Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Phương, giám đốc trung tâm IVF Hà Nội, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Phi, trưởng đơn nguyên nam học trung tâm IVF Hà Nội, cùng 50 cặp vợ chồng từ khắp các tỉnh thành khác nhau đã tới tham dự tọa đàm. Trong buổi tọa đàm, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Phương và bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Phi đã giúp các cặp vợ chồng hiểu rõ về vô sinh ở nam giới, nguyên nhân và giải pháp. Buổi tọa đàm cũng vui mừng được kết nối với gia đình anh Tú, chị Hằng, vô sinh thứ phát hơn 10 năm, đã đón tin vui con yêu khi đến với IVF Hà Nội. Hy vọng câu chuyện của anh Tú, chị Hằng sẽ truyền thật nhiều động lực đến với các gia đình trên hành trình tìm con. Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Hà Nội sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các cặp đôi bằng tất cả khả năng của mình. Với mọi thắc mắc liên quan đến vô sinh hiếm muộn, ba mẹ vui lòng liên hệ fanpage hoặc hotline 1900 234529 để nhận được tư vấn và hỗ trợ.